Top 10 bí ẩn không khoa học nào chứng minh được nhất. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề thú vị, những bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải. Ai trong chúng ta cũng từng nghe về những hiện tượng kỳ lạ, những câu chuyện huyền bí khiến chúng ta không thể không suy nghĩ. Từ người ngoài hành tinh đến những giấc mơ tiên tri, mỗi bí ẩn đều mang theo một câu chuyện riêng và tất cả đều khiến chúng ta cảm thấy tò mò. Không phải lúc nào khoa học cũng có câu trả lời cho mọi câu hỏi. Đôi khi, những điều không thể lý giải lại chính là những điều hấp dẫn nhất. Vậy, hãy cùng nhau tìm hiểu về những bí ẩn này và xem chúng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào nhé. 1. Bí ẩn về người ngoài hành tinh. Một trong những bí ẩn nổi bật nhất là sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Bạn có biết rằng theo một cuộc khảo sát, gần 70% người Mỹ tin rằng có sự sống ngoài trái đất. Những hiện tượng như UFO thường khiến chúng ta phải đặt câu hỏi. Một trong những vụ nổi tiếng là vụ Roswell năm 1947, khi một vật thể lạ rơi xuống New Mexico. Chính quyền đã nhanh chóng khẳng định đó chỉ là một khinh khí cầu, nhưng nhiều người vẫn tin rằng đó là một UFO thực sự. Các câu chuyện về bắt cóc người cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ví dụ, Betty và Barney Hill là hai người đầu tiên công khai câu chuyện bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh vào năm 1961. Họ đã mô tả những chi tiết rất sống động về trải nghiệm của mình. Mặc dù không có bằng chứng khoa học cụ thể, nhưng các nhân chứng khác cũng đã báo cáo những trải nghiệm tương tự, tạo ra một làn sóng hoài nghi và thú vị. Chính những câu chuyện này đã thúc đẩy sự phát triển của các nghiên cứu về UFO và khiến con người cảm thấy hấp dẫn hơn với vũ trụ bao la. 2. Tam giác quỷ Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda là một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất mà khoa học vẫn chưa thể lý giải. Nằm giữa Miami, Bermuda và Puerto Rico, khu vực này được biết đến với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay. Một trong những vụ nổi tiếng nhất là vụ mất tích của máy bay quân sự Mỹ Flight 19 vào năm 1945, khi năm máy bay biến mất mà không để lại dấu vết. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, từ sóng thần, khí mê tan cho đến các hiện tượng siêu nhiên. Một số nhà khoa học cho rằng khu vực này có các đặc điểm địa lý độc đáo khiến tàu thuyền dễ bị mất tích, như các cơn bão bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện này hấp dẫn là những truyền thuyết xung quanh nó. Người ta nói rằng khu vực này là nơi giao thoa giữa các chiều không gian khác nhau, dẫn đến những sự kiện khó hiểu. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và điều tra, nhưng tam giác quỷ Bermuda vẫn giữ nguyên bí ẩn của nó, thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và những người yêu thích mạo hiểm. 3. Chuyện về Bigfoot. Bigfoot, hay còn gọi là người rừng, là một trong những bí ẩn lớn của thế giới. Hình ảnh một sinh vật khổng lồ, giống như con người nhưng có bộ lông dày, thường được báo cáo xuất hiện ở các khu rừng hẻo lánh. Một trong những ví dụ nổi bật nhất về Bigfoot là video nổi tiếng của Roger Patterson vào năm 1967, ghi lại hình ảnh một sinh vật lạ đi bộ qua rừng. Mặc dù video này đã được tranh cãi và nhiều người cho rằng đó chỉ là một trò lừa đảo, nhưng nó đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ về sự quan tâm đến Bigfoot. Nhiều người đã báo cáo về việc nhìn thấy sinh vật này ở các vùng núi của Mỹ và Canada, và một số thậm chí đã tổ chức các cuộc thám hiểm để tìm kiếm bằng chứng. Dù có rất nhiều câu chuyện và bằng chứng không rõ ràng, khoa học vẫn chưa thể xác định Bigfoot là có thật hay không. Những câu chuyện về Bigfoot không chỉ là một phần của văn hóa dân gian mà còn phản ánh mong muốn của con người trong việc khám phá những điều chưa biết. Chính sự bí ẩn này đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ, khiến nhiều người không thể rời mắt khỏi những câu chuyện về người rừng. 4. Khu rừng chết. Khu rừng chết, một trong những bí ẩn lạ lùng nhất trên thế giới, là nơi mà động vật dường như không thể sống sót. Một ví dụ nổi bật là khu rừng Aokigahara, nằm dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Khu rừng này không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp huyền bí mà còn với nhiều câu chuyện buồn về những cái chết tự vẫn. Không ít người đã đến đây để tìm kiếm sự bình yên, và có lẽ vì lý do đó mà khu rừng mang một không khí kỳ quái, đầy bí ẩn. Nhưng không chỉ có con người, thực vật và động vật cũng gặp khó khăn khi tồn tại ở đây. Một số nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của khí CO2 cao do sự phân hủy của thực vật đã tạo ra môi trường không thân thiện với sinh vật sống. Ngoài ra, khu rừng này cũng có những điểm đất trũng, khiến nước không thoát được, tạo ra những vùng đất ngập nước không thể sống được cho nhiều loài động vật. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải thích thuyết phục cho sự sống còn hạn chế của các sinh vật tại khu rừng này.
Từ những câu chuyện truyền miệng đến các cuộc điều tra, Aokigahara đã trở thành một điểm đến không chỉ cho những người yêu thiên nhiên mà còn cho những ai muốn khám phá những điều kỳ bí mà nó mang lại. 5. Những giấc mơ tiên tri. Những giấc mơ tiên tri luôn là một chủ đề gây tranh cãi giữa khoa học và tâm linh. Đã có nhiều trường hợp nổi bật mà người ta tin rằng giấc mơ có thể dự đoán tương lai. Một ví dụ đáng chú ý là giấc mơ của Abraham Lincoln trước khi ông bị ám sát vào năm 1865. Lincoln đã kể lại rằng ông thấy một người đàn ông trong một giấc mơ, trong đó ông biết mình sẽ không còn sống lâu nữa. Trái ngược với dự đoán của ông, sự kiện diễn ra như trong giấc mơ khi ông bị bắn bởi John Wilkes Booth. Ngoài ra, nhiều người đã ghi nhận những giấc mơ kỳ lạ trước khi xảy ra các sự kiện lớn như thảm họa thiên nhiên hay tai nạn. Ví dụ, một số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 11/9 đã có những giấc mơ đáng sợ về máy bay và sự hỗn loạn trước khi sự kiện xảy ra. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ liệu có sự kết nối nào giữa giấc mơ và thực tại. Tuy nhiên, từ góc độ khoa học, giấc mơ thường được coi là sản phẩm của tâm trí trong trạng thái nghỉ ngơi. Tâm lý học hiện đại vẫn chưa thể lý giải một cách thuyết phục về hiện tượng này. Sự kết hợp giữa sự ngẫu nhiên và những trải nghiệm cá nhân có thể tạo ra cảm giác rằng giấc mơ có thể tiên tri. Dù khoa học chưa có câu trả lời, nhưng những câu chuyện về giấc mơ tiên tri vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. 6. Ngôi nhà ma ám. Ngôi nhà ma ám luôn là một chủ đề thu hút sự chú ý của những người yêu thích bí ẩn. Một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất là ngôi nhà Winchester ở San Jose, California. Ngôi nhà này được xây dựng bởi Sarah Winchester, vợ của người sáng lập thương hiệu súng Winchester. Theo truyền thuyết, bà tin rằng ngôi nhà sẽ bảo vệ bà khỏi những linh hồn của những người đã chết vì súng của chồng mình. Để thoát khỏi những linh hồn này, bà đã liên tục xây dựng và sửa chữa ngôi nhà trong hơn 38 năm. Câu chuyện kỳ bí về ngôi nhà này không chỉ là một truyền thuyết mà còn được nhiều người trải nghiệm. Du khách thường báo cáo về những tiếng động lạ, cảm giác lạnh lẽo và thậm chí là thấy bóng người. Một số nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra và ghi nhận những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại đây, nhưng vẫn chưa có lời giải thích thuyết phục. Một ví dụ khác là ngôi nhà Amityville, nơi xảy ra một vụ án giết người vào năm 1974. Sau đó, gia đình Lutz sống trong ngôi nhà này đã báo cáo về các hiện tượng kỳ quái như tiếng la hét, đồ vật tự di chuyển và cảm giác được theo dõi. Câu chuyện này đã trở thành một trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng nhất, chứng minh sức hấp dẫn lâu dài của ngôi nhà ma ám. Dù khoa học chưa có cách giải thích cho những hiện tượng này, nhưng những câu chuyện về ngôi nhà ma vẫn là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm văn học và điện ảnh, khơi gợi trí tưởng tượng của con người. 7. Bức tranh kỳ bí The Mona Lisa. Bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, nhưng cũng chứa đựng nhiều bí ẩn chưa được giải thích. Đặc biệt, nụ cười của Mona Lisa luôn khiến mọi người thắc mắc, nó có nghĩa gì? Tại sao lại có một sự bí ẩn như vậy xung quanh nụ cười? Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nụ cười có thể thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc đến buồn bã, tạo nên sự hấp dẫn và bí ẩn cho bức tranh. Một số nghiên cứu hiện đại sử dụng công nghệ hình ảnh để phân tích khuôn mặt Mona Lisa và chỉ ra rằng ánh sáng và bóng tối được sử dụng một cách tài tình để tạo ra ảo giác về cảm xúc thay đổi. Ngoài ra, có rất nhiều giả thuyết xung quanh danh tính của người mẫu. Một số cho rằng đó là Lisa Gherardini, một phụ nữ Florentine, trong khi những người khác tin rằng đây là một hình mẫu lý tưởng mà Da Vinci đã sáng tạo. Sự không chắc chắn này đã tạo nên nhiều cuộc tranh luận và nghiên cứu trong giới nghệ thuật. Hơn nữa, bức tranh còn bị trộn vào năm 1911, tạo nên một làn sóng quốc tế về sự quan tâm đến tác phẩm. Ngày nay, Mona Lisa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng mà còn là biểu tượng của sự bí ẩn, khơi gợi trí tưởng tượng của hàng triệu người. Chính những yếu tố này đã khiến bức tranh trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật được yêu thích và phân tích nhiều nhất trong lịch sử. 8. Tiên tri Nostradamus. Nostradamus, tên thật là Vincenzo Nostradamus, là một nhà tiên tri nổi tiếng với những dự đoán gây tranh cãi trong cuốn sách Les Prophéties được xuất bản vào thế kỷ 16. Nostradamus đã viết hàng trăm câu thơ tiên tri và nhiều người tin rằng ông đã dự đoán các sự kiện lớn như cách mạng Pháp, sự ra đời của Hitler và thậm chí là vụ tấn công khủng bố 11/9. Tuy nhiên, việc giải thích các câu thơ này thường rất mơ hồ, dẫn đến những ý kiến trái chiều về tính chính xác của chúng. Một ví dụ điển hình là dự đoán về chú cọp và bầy con hổ mà nhiều người cho rằng ám chỉ sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo độc tài trong lịch sử.
Tuy nhiên, sự mơ hồ của các câu thơ cũng có thể khiến cho bất kỳ sự kiện lớn nào cũng có thể được giải thích theo hướng đó. Sự nổi tiếng của Nostradamus không chỉ đến từ khả năng tiên tri mà còn từ những bí ẩn xung quanh cuộc đời ông. Thời gian, văn hóa và ngữ cảnh xã hội đã làm cho các câu thơ của ông trở nên thú vị và hấp dẫn. Dù khoa học không thể xác nhận tính chính xác của các dự đoán, nhưng tác động của Nostradamus đối với văn hóa đại chúng vẫn rất mạnh mẽ. 9. Kết luận. Tóm lại, những bí ẩn không thể lý giải bởi khoa học không chỉ mang lại sự tò mò mà còn phản ánh những khía cạnh sâu sắc của cuộc sống con người. Từ người ngoài hành tinh đến những giấc mơ tiên tri, từ ngôi nhà ma ám đến bức tranh Mona Lisa, mỗi bí ẩn đều có một câu chuyện riêng, một thông điệp mà chúng ta có thể suy ngẫm. Những bí ẩn này cũng nhắc nhở chúng ta về sự giới hạn của tri thức và khả năng hiểu biết của con người. Dù chúng ta đã tiến xa trong việc khám phá thế giới, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá. Chính những điều này kích thích trí tưởng tượng và khuyến khích chúng ta tìm kiếm những câu trả lời, tạo ra sự kết nối giữa con người và vũ trụ. Cuối cùng, những bí ẩn này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tò mò và khám phá. Chúng ta nên giữ cho tâm hồn mở rộng, sẵn sàng đón nhận những điều chưa biết và tìm kiếm sự thật trong cuộc sống. Có thể, chính những bí ẩn sẽ dẫn dắt chúng ta đến những khám phá vĩ đại hơn trong tương lai. 10. Ý nghĩa của các câu chuyện trên. Những bí ẩn không thể lý giải không chỉ là những câu chuyện thú vị mà còn mang đến cho chúng ta những bài học quý giá về cuộc sống. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống đầy rẫy những điều không chắc chắn, và chính sự không chắc chắn đó làm cho cuộc sống trở nên phong phú và đa dạng. Những bí ẩn khuyến khích chúng ta đặt câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời và không ngừng khám phá. Hơn nữa, những câu chuyện về các hiện tượng kỳ lạ cũng nhắc nhở chúng ta về sự kết nối giữa con người với vũ trụ. Chúng ta là một phần của một bức tranh lớn hơn, nơi mà mỗi người đều có vai trò của riêng mình. Điều này có thể giúp chúng ta cảm thấy mình không đơn độc, mà có mối liên kết với những người khác và cả những điều huyền bí xung quanh. Cuối cùng, những bí ẩn này tạo cơ hội cho chúng ta phát triển tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng. Khi đối mặt với những điều chưa biết, chúng ta học được cách chấp nhận sự không chắc chắn và tìm thấy ý nghĩa trong hành trình khám phá, thay vì chỉ tập trung vào đích đến. Chính những bài học này làm cho cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống hơn bao giờ hết.